Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Luca một lần nữa đã thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu đã khóc thương cho thành Jerusalem. Và việc Chúa Giêsu khóc thương này bởi vì Chúa vẫn luôn thương xót đám đông dân chúng vẫn còn sống trong u mê, vẫn còn sống trong tối tăm, vẫn còn sống trong sự mù lòa, vẫn bị che khuất và không nhận ra ơn cứu độ, không nhận ra đấng đem lại bình an cho mình. Và chính những điều đó sẽ khiến cho đám đông dân chúng vẫn cứ tiếp tục sống trong đau khổ và lầm lạc. Có thể nói rằng Chúa Giêsu đã đến giữa đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã đến giữa dân của người ấy, thế mà dân chúng gọi là vẫn cứ thích đi tìm theo ý riêng của mình, không muốn đón nhận lấy đấng có thể ban bình an cho mình. Và vì vậy họ vẫn cứ bị bóng đêm che phủ. Chúng ta cũng vậy thôi, thưa quý ông bà chị em. Cả cuộc đời của chúng ta bận rộn tất bật với cuộc sống hàng ngày, nào là chuyện cơm áo gạo tiền, nào là chuyện lo lắng cho gia đình, cho con cái. Điều đó là điều phải thôi, chắc chắn chúng ta cũng phải làm điều đó. Không ai mà không phải lo lắng cho những có thể gọi là những cái điều cơ bản nhất của cuộc sống hàng ngày ấy. Thế nhưng rất nhiều người, bởi vì họ viện cớ vào cuộc sống của tôi còn khó khăn, còn dựa vào cứ lấy cớ rằng tôi phải chăm sóc gia đình, tôi phải lo lắng cho gia đình, và vì vậy mà bê trễ trong việc đến với đấng ban bình an cho mình. Và chắc chắn rất nhiều người đã bỏ, không có đến nhà thờ, không có tham dự thánh lễ, bởi vì họ nghĩ rằng tới tham dự thánh lễ thì chỉ như là tới để cho xong cái luật buộc mà thôi, chứ chẳng sinh lợi ích gì. Và vì vậy mà họ đánh mất đi những cơ hội để được lãnh nhận ơn bình an. Và hay nói một cách cụ thể hơn, họ đánh mất đi cái cơ hội để được đón nhận chính Chúa vào trong cuộc sống của mình. Và vì vậy họ vẫn cứ loay hoay trong cái cuộc sống, trong cái hoàn cảnh, trong cái tình trạng bi đát của mình. Nếu như trong những cái hoàn cảnh đó họ đến với Chúa, chia sẻ với Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng, xin Chúa ban bình an cho mình, thì chắc chắn rằng họ sẽ được Thiên Chúa ban bình an. Bởi vì chính Chúa Giêsu, chính Ngài đã đến để ban bình an cho tất cả những ai đến với Ngài. Và hơn nữa, chính Ngài, chỉ có nơi Ngài mới là ơn cứu độ,
là đấng giải thoát cho chúng ta ra khỏi những bóng đêm của sự dữ, giải thoát chúng ta ra khỏi những khó khăn của cuộc sống trần thế này. Và nếu như chúng ta không biết đến với Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ không có đón nhận được điều đó. Vậy giờ đây chúng ta hãy quyết tâm để mà đến với Chúa. Hãy quyết tâm, hãy tạm gác đi những cái việc riêng tư, để rồi chúng ta đến với Chúa nhiều hơn, đến chia sẻ cuộc sống với Chúa, đến xin Chúa ban ơn cho soi sáng cho chúng ta, để chúng ta biết cách giáo dục con cái của mình, biết cách xin Chúa ban ơn để cho chúng ta biết cách đối đãi trong đời sống gia đình, biết quan tâm chăm sóc cho những người trong gia đình, và biết tìm đến với Chúa, biết phụng sự Chúa nhiều hơn. Và chỉ có như thế thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi vì đã có Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã có Đức Giêsu đồng hành với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đã có Đấng ban bình an sẽ ở cùng với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của mình. Amen.